Bạn, nếu mà bạn đang cần một mẫu máy nghe nhạc cao cấp mà giá thành hợp lý thì đây là một mẫu máy của Ruizu. Đó là Ruizu A58 phiên bản bộ nhớ trong 16GB và có Bluetooth 5.2. Với các phiên bản cao cấp của Ruizu á, thì cái hộp nó sẽ là màu đen như vậy. Và khi mua bất kỳ sản phẩm nào của Ruizu á, thì các bạn luôn luôn phải nhớ hai cái mã QR code, đó là mã thứ nhất ở đây. Mã thứ hai thì sẽ là một cái tem dán như vậy ở bất kỳ đâu trên hộp nha. Có thể là nằm ở đây hoặc là ở đây. Để chứng minh đó là hàng thật chỉ cần hai cái mã QR code của Ruizu thôi. Nếu mà thiếu một trong hai cái mã QR code này thì chắc chắn đó là hàng giả. Nhưng mà bạn mua bên mình á, thì cũng không có cần check mã QR code để làm gì cả. Tại vì bên mình là bên phân phối của hãng Ruizu được khoảng 9-10 năm rồi. Và đảm bảo cho các bạn các sản phẩm bên mình bán ra đều là các phiên bản mới nhất của dòng máy và đều là hàng chính hãng bảo hành cho các bạn 12 tháng luôn. Và mẫu máy nghe nhạc mà A58 này á, phiên bản mới này thì bên mình đã bán một vài tháng rồi nhưng mà quên làm clip. Bây giờ bên mình mới làm clip trên tay nè. Giá bên mình á thì nó sẽ cao hơn một chút so với các bên khác, tại vì rất là đơn giản, đây là một phiên bản mới. Còn những bên khác á thì người ta không nhập phiên bản mới mà vẫn tiếp tục bán phiên bản cũ rẻ hơn vài chục ngàn tới 100 ngàn. Bạn không biết vẫn cứ nghĩ đó là con A58, tại vì với hãng Ruizu á thì một dòng máy ví dụ như A58 như vậy thì nó sẽ có theo gọi là từng năm. Ví dụ đây là mẫu máy 2024, những mẫu máy 2023, 2022 vẫn là tên A58 nha. Và các phiên bản cũ á thì rất là đơn giản, là cái mẫu A58 này phiên bản cũ nó sẽ là không có bộ nhớ trong. Các bạn chỉ cần lưu ý giúp mình một điều thôi. Nếu ví dụ bạn thấy một con máy nghe nhạc A58 mà các shop giới thiệu á, hoặc là bạn nhận về á, nó không có bộ nhớ trong thì chắc chắn với các bạn luôn, đó là một phiên bản cũ. Còn đây là một phiên bản mới. Phiên bản cũ và phiên bản mới á, thì thật ra nó cũng bằng giá nhau. Nhưng mà tại vì người ta bị tồn kho à, người ta mới hạ giá thành sản phẩm xuống từ vài chục tới 100 ngàn để bán cho sạch kho ấy mà. Còn bên mình thì luôn luôn nhập các phiên bản mới về và bán đúng giá của hãng. Đây là cái tai nghe được tặng kèm nè, một cọng dây cáp sạc tai si nè. Đây, với chuôi tai si thì sẽ cho tốc độ mà sạc nhanh hơn nè, truyền tải file vào con máy nghe nhạc này nhanh hơn rất là nhiều. Ví dụ mà bạn muốn sao chép các file nhạc chất lượng cao vào con máy nghe nhạc này á, mà dùng mấy cái chuôi micro USB hồi xưa á, thì chép lâu lắm, còn dùng chuôi tai si như vậy á, thì chép cực kỳ nhanh. Đây, và bây giờ chuôi tai si là một cái chuôi sạc phổ cập rồi, ai cũng dùng chuôi tai si cả, không ai dùng chuôi micro nữa đâu. Đây là mẫu máy của chúng ta. Thì với mẫu này á, thì bên mình đã có lấy qua và test rồi, nên ngoại hình á, thì các bạn sẽ thấy là nó hơi bị cũ một chút xíu nha. Với mẫu A58 này á, thì rất là nhiều người thích, tại vì nó là một máy nghe nhạc cao cấp hướng đến nghe nhạc chất lượng cao nhưng mà giá thành thì rất là rẻ. Thì ở đây bên cạnh trái sẽ là nút tăng giảm âm lượng nè, và đây là cái micro để ghi âm nè, và một cái khe cắm thẻ nhớ. Máy này hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB, phiên bản cũ chỉ hỗ trợ thẻ nhớ 64GB mà thôi. Đây là một phiên bản mới, bộ nhớ trong đã là 16GB và hỗ trợ thẻ nhớ 128GB. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Ở cạnh dưới thì sẽ là cái chuôi sạc Type-C và một cái jack 3.5 mm để cắm tai nghe có dây và được mạ vàng nha các bạn. Chỉ những máy nghe nhạc cao cấp á, thì mấy cái chuôi nó mới được mạ vàng thôi. Còn bên cạnh phải á, sẽ là cái núm để tăng giảm âm lượng. Cái núm này á, thì rất là nhiều người thích. Ở trên nó sẽ là nút nguồn. Mặt sau á, thì được khắc chìm luôn nè, rất là đẹp, là có chữ Hi-Fi Audio. Điều đó chứng tỏ là mẫu máy này là một mẫu máy rất là cao cấp của hãng mới được khắc như vậy. Với mẫu A58 này á thì màn hình sẽ là màn hình cảm ứng nha các bạn, và nó sẽ có độ lớn á, là 2 inch. Đây để cho các bạn xem cái phiên bản ha. Ở bên trong con máy này thì sẽ có chip dạy mã âm thanh DSD256 rất là cao cấp và xịn sò, nên bạn có thể dễ dàng tải và lưu phát các file nhạc mà lossless ở chất lượng cao nhất. Với mẫu máy A58 này á, thì nó sẽ không kén bất kỳ file nhạc mà chất lượng cao nào hết nha. File nhạc nào nó cũng chơi được hết. Và rất là nhiều người mua mẫu máy nghe nhạc này để phát ra loa.
Khi mà muốn phát ra loa thì sẽ bằng hai cách, đó là phát bằng Bluetooth 5.2 hoặc là cắm dây 3.5mm hai đầu vào con máy nghe nhạc này và vào cái loa là nghe nhạc chất lượng cao. Hoặc là mấy bạn mà đi ô tô á, mà muốn nghe nhạc chất lượng cao á, chất lượng rất cao luôn á, mà không muốn sử dụng điện thoại á, tại vì điện thoại thì nó sẽ không có chip giảm âm thanh, thì người ta sẽ dùng một con máy nghe nhạc này nè, nhỏ gọn để cho một cái hộp nào đó cắm với cái loa, hoặc là phát Bluetooth với cái loa của ô tô là nghe được bét nhẹ luôn, nghe rất là ngon. Bây giờ mình sẽ mở màn hình lên để cho các bạn xem. Đây, cái núm này nè là tăng giảm âm lượng nè, các bạn có thể thấy nè. Còn màn hình á thì sẽ là cảm ứng nha các bạn. Đó, thì với mẫu máy nghe nhạc này á thì nó là một mẫu máy cao cấp nên chỉ hướng đến đối tượng á, đó là nghe nhạc thôi. Ở đây á thì qua video clip á thì không thể hiện được cho các bạn xem được và nghe nhạc nó hay như thế nào nha. Nên đây chỉ là một clip để giới thiệu cho các bạn về mẫu máy nghe nhạc này thôi, chứ nếu mà bạn muốn mua thì có thể trải nghiệm. Ở đây với mẫu này bạn có thể điều chỉnh được EQ nè. Đây, điều chỉnh được rất là nhiều thông số ở đây luôn, điều chỉnh EQ. Rất là hiếm mẫu máy nghe nhạc nào mà có thể điều chỉnh được cái EQ đó. Ngoài để nghe nhạc á, thì bạn còn có thể đọc ebook nè. Ngoài ra bạn còn có thể vào phần tool để có xem được đồng hồ bấm giờ nè và xem lịch. Rồi, nếu mà các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với bên mình qua số điện thoại như trên màn hình ha. Hoặc là fanpage bên mình 1994 Store mình sẽ để đây. Link mua hàng được miễn phí vận chuyển mình sẽ để bên dưới nha. Rồi, xin chào các bạn.